Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai, tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2023. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên hàng năm và nhiều lần trong năm nhằm hướng tới xây dựng nền hành chính kiến tạo, đồng thời cùng doanh nghiệp. Việc làm này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Sau 6 năm đi vào hoạt động tại khu công nghiệp Thăng Long 2, việc lựa chọn đầu tư tại tỉnh Hưng Yên của công ty Daikin Việt Nam là quyết định đúng đắn mà mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi thế cạnh tranh. 2 năm gần nhất, doanh thu đều đạt trên 3.000 tỷ đồng, nộp thuế nhà nước 350 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Vào đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, công ty chúng tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cũng như các sở, ban ngành địa phương liên quan. Tôi nghĩ đây là môi trường tốt giúp chúng tôi cũng như các công ty khác dễ dàng đầu tư tại tỉnh Hưng Yên. 3 năm qua, vượt qua ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Hưng Yên vẫn là tỉnh duy trì được nhịp độ thu hút các dự án mới vào đầu tư, nằm trong nhóm khá nhất cả nước. Đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 2.150 dự án, trong đó có trên 510 dự án của nhà đầu tư nước ngoài và hơn 1.630 dự án trong nước. Môi trường đầu tư của doanh nghiệp vào Hưng Yên thì tôi đánh giá là khá thuận lợi, bởi vì các được sự hỗ trợ của các cái cơ quan ban ngành của tỉnh hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp. Ngoài thuận lợi về vị trí, hạ tầng giao thông tốt, phục vụ chung cho vận chuyển hàng hóa, còn là sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, sự ủng hộ của nhân dân nhường đất phát triển công nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các cái dự án trọng điểm của tỉnh cũng như của huyện và các dự án của địa phương là tổ chức triển khai các cái công tác giải phóng bằng là nhanh và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Chúng tôi cũng cùng với các sở ngành và các ủy ban các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt cái chương trình cải cách hành chính, rồi đặc biệt là thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, giảm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện định hướng chiến lược phát triển của tỉnh Hưng Yên, thời gian tới vẫn dựa trên 3 trụ cột chính là phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển thương mại dịch vụ có giá trị gia tăng lớn và phát triển kinh tế đô thị. Trên cơ sở đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, hình thành hệ thống đô thị hiện đại, sinh thái. Những mục tiêu này sẽ nhanh hoàn thành khi mà tỉnh đã và đang tập trung xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường trong thu hút dự án vào đầu tư.